Bạn ơi, hôm nay mình đang làm cái ít đậu xanh để mình luộc xôi ấy, thì hôm nay mình sẽ quay luôn cái clip về cái tách cái vỏ cái hạt đậu xanh này ra ấy. Vì đậu xanh nhiều khi mình hay được cho ấy, ở quê ấy, hay được người ta cho ấy, mà người ta chưa tách vỏ ấy, thì thường thường là có cái máy. Nhưng nếu như ở trong gia đình mình ít như này ấy, thì mình dùng cái cối, mình dùng cái nan bột này hoặc là cái chai thủy tinh ấy, các bạn nan cho nó vỡ này, hạt ra đỗ ra, như mình lăn được một ít như này rồi, tách như này ra thì các bạn được cho cái đỗ này thì rất là tốt ạ, vì cái đỗ này là đỗ sạch á, mọi người tự trồng á, chứ không chưa tách vỏ và cũng không sử dụng hóa chất đấy, thì mình tự tách vỏ như này, tự chà vỏ, tách vỏ như này là tự lăn này để đỗ chúng ta nó dập làm đôi ra như này các bạn nhé, dập được như này, như lúc trước mình đã làm rất là nhiều như này rồi. Đấy, tách thì rất là đơn giản như vậy thôi. Những cái phần khác mình sẽ tách tương tự, và khi mà tách xong được như này rồi á thì các bạn ngâm cho mình với nước nước ấm nhé. Các bạn ngâm khoảng 2 tiếng với nước ấm, sau đó mình đi đãi vỏ để mình nấu xôi ấy, hay nấu bất kỳ cái món chè hay món gì mà cần đỗ mà có tách vỏ ấy thì các bạn làm như mình nhé. Đây là cái video đơn giản để hướng dẫn các bạn tách cái vỏ cho nó nhanh ấy, vì khi mà các bạn có được cho đỗ mà cả hạt như vậy ấy. Bây giờ mình sẽ lấy nước ấm để mình ngâm nữa nhé. Để ngâm thì mình sẽ pha hai xôi ba lạnh nhé, là nước ấm khoảng 40 đến 50 độ để mình ngâm đỗ, ngâm trong khoảng 2 tiếng. Sau đó mình sẽ đi đãi vỏ. Đây là cách rất là đơn giản để mình có cái đỗ mà mình tự đãi vỏ tại nhà để nấu xôi, nấu chè. Và các bạn đảm bảo là cái đỗ này của chúng ta nó không no gì cái chất bảo quản cả. Nhiều khi các bạn đi chợ, các bạn không biết là mua đỗ nó nguồn gốc nó như thế nào ấy, thì các bạn hãy tự làm như này nhé. Mua cái đỗ mà người ta chưa chà vỏ về mình làm như mình. Rất đơn giản đấy, các bạn lấy chai thủy tinh các bạn lăn hoặc là cái cán bột như mình như vậy nhé. Bây đợi khoảng 2 tiếng sau thì mình sẽ đi chà vỏ nhé. 2 tiếng sau thì nó sẽ dễ chà hơn rất là nhiều. Chà nhanh lắm ạ, khi mà mình đã ngâm với nước ấm như này rồi. Khi mình ngâm được 2 tiếng này các bạn này, đây, vỏ nó ra hết như này này các bạn. Về mình chỉ xả nước và đãi là được. Đây, nó ra hết vỏ rồi đấy. Và tách vỏ rất là nhanh khi chúng ta ngâm với nước ấm mà. Nếu ngâm nước lạnh thì các bạn phải ngâm 4 tiếng nhé. Đây, ra hết vỏ rồi, bây giờ chỉ đãi cái vỏ này đi thôi ạ. Bóp một lúc cho nó những cái nào chưa ra ra hết rồi sau mình thì đãi là được. Nếu ngâm từ 4 đến 5 tiếng thì các bạn cho chút muối vào cho nó đỡ bị chua nhé. Thời tiết mùa đông không phải cho, nhưng mùa hè cho chút muối vào cho đỗ chúng ta nó không bị chua. Gạo cũng vậy, nếu ngâm lâu thì các bạn cho chút muối vào gạo. Chỗ này mình ngâm là khoảng 200 g đậu xanh. Bây giờ mình đi đãi nhé. Các bạn cho nước vào nhé. Các bạn nếu không cho là dở thì các bạn chỉ cần vo như này cho mình. Cứ vo như này cho mình. Những cái vỏ nó sẽ nổi lên trên. Các bạn đãi nhẹ nhẹ và nó ra hết rồi. Còn nếu mà đổ ra dở nhé. Nếu đổ ra dở thì các bạn đổ ra. Đây là mình quay để cho các bạn xem thôi. Còn bình thường mình cho ra cái chậu to ở cái bồn ấy, mình xả cho nhé. Còn không, đấy các bạn cũng coi như đây là cái chậu to nhé. Nếu mà làm nhiều các bạn cho chậu to. Và các bạn này, này thế này, đãi nhẹ này là nó ra hết. Như cái mẩy xanh này nó sẽ ra hết ạ. Rất là nhanh vậy ạ. Khi mà đã được như này làm rất nhanh đấy, mất vài lần đãi là ra hết đấy, nhẹ nhàng này nó sẽ ra hết, vì cái phần mày này nó nhẹ hơn, nó sẽ nổi lên trên, nó các bạn nhẹ nhàng đưa đi thì nó sẽ ra đấy.
Đây các bạn nhẹ nhàng nhé, các bạn đảo đảo lên này cho nó nắng lên trên này. Sau nhẹ nhàng các bạn đưa đi. Đây là mình làm ít làm nhiều cho cái rổ to, cho cái chậu thau to nhé các bạn đã nhé. Đây làm ít mình làm như này, sắp xong rồi đấy ạ. Bóp cho ra hết những cái mày dính vào hạt đỗ và chúng ta ngồi ngồi nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi, nặn ra hết. Đây các bạn nhìn thấy không, cái phần đậu xanh nó gần như là nó không dính mấy, gần như là không có, còn toàn là mày. Mình đổ đi và mình đãi thêm một chút nữa là được. Đây mình đãi lần hai nhé, gần như là hết vỏ rồi, còn một ít nó sót lại mình đãi nốt là xong ạ. Thực ra ăn cái vỏ này nó rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà mình muốn ăn thì nó không có cái nạo sạm thì mình đãi được ạ, chứ còn có một chút vỏ thì không sao hết cả. Mà ăn cái gạo cái này nó mới đảm bảo là mình mua được cái đỗ sạch ấy, đỗ không có chất bảo quản. Mà đỗ này là đỗ để làm giá đấy ạ, thì các bạn mua được đỗ quê như này, các bạn ngâm qua đi để cho nó hết nha. Đỗ quê các bạn ngâm qua đi để những cái hạt nổi lên trên là hạt hỏng đấy, còn hạt ở dưới thì là hạt làm được đỗ ấy, thì các bạn dùng để làm ấy. Đây khi mà xong ấy mình cho ra lại cái chậu này ấy, các bạn nhìn thấy không, cái mày gần như là không còn nữa, chỉ còn một vài cái nó sót lại, và cái đen đen này của những cái hạt đỗ hỏng thì mình bỏ đi nhé. Đây không khác gì cái đỗ mà mình mua nó chóc lòng sẵn rồi, chóc vỏ sẵn rồi. Bây giờ mình mang đi cái này đi để nấu xôi, nấu chè này, nấu cháo đều được nhé. Cái đỗ ngâm này, và như vậy là mình đã làm xong cách nha, chà vỏ đấy, cách loại vỏ rồi đấy ạ. Rất là ngon và đơn giản rồi. Các bạn có thể làm nếu mà gia đình các bạn mà có người ta cho đỗ ấy ạ, các bạn chà vỏ nhẹ đi này. Thực ra cách này ai cũng biết làm, nhưng mình tiện thì mình chia sẻ thôi ạ. Bạn nào cần thì xem, không thì các bạn không cần nhé. Và giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình ạ. Hôm nay mình đang làm cái ít đậu xanh để mình luộc xôi ấy, thì hôm nay mình sẽ quay luôn cái clip về cái tách cái vỏ cái hạt đậu xanh này ra ấy. Vì đậu xanh nhiều khi mình hay được cho ấy, ở quê ấy, hay được người ta cho ấy, mà người ta chưa tách vỏ ấy, thì thường thường có cái máy. Nhưng nếu như ở trong gia đình mình ít như này ấy, thì mình dùng cái cối, mình dùng cái lăn bột này, hoặc là cái chai thủy tinh ấy, các bạn lăn cho nó vỡ lại hạt ra, đỗ ra. Như mình lăn được một ít như này rồi, tách như này ra thì các bạn được cho cái đỗ này thì rất là tốt ạ. Vì cái đỗ này là đỗ sạch ấy, mọi người tự trồng ấy, chứ không chưa tách vỏ và cũng không sử dụng hóa chất. Đấy thì mình tự tách vỏ như này, tự chà vỏ, tách vỏ như này, tự lăn này để đỗ chúng ta nó dập làm đôi ra như này các bạn nhé. Dập được như này, như lúc trước mình đã làm rất là nhiều như này rồi. Đấy, tách thì rất là đơn giản như vậy thôi. Những cái phần khác mình sẽ tách tương tự. Và khi mà tách xong được như này rồi ấy, thì các bạn ngâm cho mình với nước, nước ấm nhé. Các bạn ngâm khoảng 2 tiếng với nước ấm, sau đó mình đi đãi vỏ để mình nấu xôi ấy, hay nấu bất kỳ cái món chè hay món gì mà cần đỗ mà có tách vỏ ấy, thì các bạn làm như mình nhé. Đây là cái video đơn giản để hướng dẫn các bạn tách cái vỏ cho nó nhanh ấy. Vì khi mà các bạn có được cho đỗ mà cả hạt như vậy ấy. Bây giờ mình sẽ lấy nước ấm để mình ngâm nữa nhé. Để ngâm thì mình sẽ pha 2 xôi 3 lạnh nhé, là nước ấm khoảng 40 đến 50 độ.